thời trước rất dễ tu, bây giờ vật chất lên ngút đầu, phương tiện rất đầy đủ, người ta sống mà giờ vật rất là đầy đủ, tu có thể nói là thừa thải. Mà chính là cái thừa này mới không tu được. Con người tu mà thiếu thốn cũng không tu được, mà quá dư cũng không tu được. Ngày xưa thì thiếu thốn, bây giờ thì quá dư. Thành ra hưởng thụ không à? Bởi vì quá dư cho nên cái quả địa cầu này sắp cháy, xài quá nhiều. Thành ra thế giới bây giờ hợp lại làm sao cứu quả địa cầu này thì cứu không được. Ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì ông nói là trong báo nghiên cứu đâu nói là Mỹ nó lên cung trăng để nó kiếm nặng, nó di dân nó lên đó, lên trên đó gặp Nga ở trên đó trước, cũng tính là kiếm coi sống được. Mà ở trên cung trăng không có oxy, không có cây xanh thì lên đó mà chết. Rồi vài ngày sau gặp cái ông Trung Quốc lên nữa cũng kiếm để di dân, rồi vài bữa sau nữa gặp ông Ấn Độ lên nữa cũng kiếm để di dân, cuối cùng gặp mặt nhau rồi đồng hành. Mà mấy cái hành tinh khác thì cũng không có sự sống, rồi mới trở về, mới hợp lại với nhau Liên Hiệp Quốc để mong kiếm một cái kế giải thoát là cứu quả địa cầu này. Thì quả địa cầu đang ô nhiễm, mà nhất là cơ khí quá, hiện đại quá, tức là những cái kỹ nghệ, mà kỹ nghệ nặng nhất đó là Mỹ. Nước nào giàu thì bán giàu. Bây giờ thế giới đề nghị là những cái xưởng đó bớt lại, hay là ngưng sản xuất luôn. Cái ông Mỹ đâu có chịu, thôi nước giàu nhất mà bây giờ ngưng sản xuất, còn phải sa thải một số nhân công, mà nước nó sẽ xuống, kinh tế ngũ giác đài nó bị sập rồi, bây giờ xuống nữa nó không chịu. Mà không chịu mấy nước nhỏ làm sao chịu. Thôi tiếp tục nữa thì quả địa cầu này không lâu sẽ cháy. Nóng thì nóng 40 mấy, 50 mấy độ, nhiệt độ của mình có 37 à. Mà lạnh thì lạnh chết, màu dưới 0 độ, 10 độ, 2, 30 độ dưới 0 độ. Còn hạn thì hạn dữ lắm, mà mưa thì mưa lũ lụt luôn. Bây giờ nó như vậy nè. Đề nghị nữa, thế giới đề nghị là yêu cầu quả địa, thì tất cả các nước trong thế giới này một ngày xài điện, một ngày nghỉ. Không có nước nào chấp nhận. Những cái điện nó là ô nhiễm môi trường cũng dữ. Còn những cái xe hơi, những cái xe Honda mà Việt Nam bây giờ Honda tràn đầy hết, nó phóng những cái oxy, những cái tháng khí, những cái khói đó, ô nhiễm môi trường. Anh nói bây giờ còn bây giờ đủ thứ ô nhiễm hết. Rồi sản xuất thì càng ngày càng sản xuất nhiều, kinh tế thì giàu, nước nào kinh tế giàu là nước nó giàu. Việt Nam cũng đang kinh tế cho mạnh để mà người dân sống thừa thải, xóa đói giảm nghèo. Mà càng xóa chừng nào tôi thấy người dân càng nghèo nhiều chừng này. Như ở tỉnh xá tôi mới đầu đó thì ở phường sinh nó có 80-90 thôi, năm sau được 100 mấy, năm rồi 150 mấy, năm nay 200 mấy. Xóa riết là người nghèo càng ngày càng bóng. Đạo Phật không có xóa nghèo, không có đói giảm nghèo, mà xóa cái lòng tham á. Tôi nghèo mà nếu tôi không tham thì tôi vẫn sống an lạc như thường. Còn mà người giàu có xe hơi nhà lầu này kia mà vẫn nhảy vào lầu tự tử. Thành ra bây giờ có những vị tiến sĩ, những vị mà Phật học, tiến sĩ Phật học đề nghị tôi thấy trật lắc. Bệnh như có nhiều người, mấy người đó là đại diện cho Đạo Phật, đem Đạo Phật vào cuộc đời để cứu thế giới bây giờ. Thì có những vị thiền sư nó nói dốc, Đạo Phật nằm cứu thế giới, đâu có cái vụ đó.